Xin chào. Sau video đầu tiên thì may mắn video đó được khá là nhiều người chú ý đến. Không phải là vì độ đẹp trai của mình, mà là vì content của kênh. Thật ra thì cũng phải cảm ơn đến các bạn đã xem video và các admin group trên Facebook đã duyệt bài cho mình, để mình có thể chia sẻ lại cái kiến thức nửa mùa này đến với các bạn nhiều hơn. Và may mắn có thể giúp cho các bạn học sinh lớp 12 sau này đỡ bị bơ ngỡ. Chết chúng mày rồi con. Vậy nên là, đây sẽ là phần 2 của Sài Gòn. Nào, chúng ta hãy cùng bay vào Sài Gòn để tham quan các trường đại học ở đây nào. Đây, chị Thơ Nguyễn sẽ nói như thế, còn tôi thì tôi làm gì có tiền. Nên là tôi sẽ chỉ hỏi các bạn bè ở trong Sài Gòn của tôi thôi. Thật ra tôi sẽ không thể biết được ở trong Sài Gòn nó như thế nào, bởi vì tôi là người Hà Nội. Vậy nên có thể video này sẽ thiếu thốn một số thứ ở trường của các bạn. Nên là các ông nào đang học ở các trường mà tôi sắp review xếp hạng ấy, thì hãy comment ở phía bên dưới để cho mọi người biết thêm về những đặc sản của trường các ông nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu với ngôi trường đầu tiên, Đại học Văn Lang. Nghe cái tên đầu tiên là các bạn có thể nhận ra một phần nào đó hình bóng của các vua hùng đúng không? Các truyền thuyết hồi xưa và anh chàng Lang Liêu. Vậy nên nếu như các bạn học ở cơ sở 3 thì các bạn sẽ thấy tòa nhà LV với thiết kế mang hình dáng của bánh chưng và bánh dày. LV ở đây là Văn Lang University chứ không phải là Louis Vuitton đâu nhá. Trường thì có tận 3 cơ sở và cơ sở nào thì cũng đẹp cả. Cơ sở 1 thì chuyên những khu đồ ăn vặt và là thiên đường của các thánh ăn uống. Bên trong cơ sở 1 thì có khu hành lang được thiết kế khá là đặc biệt và vừa là cầu thang đi và cũng vừa là chỗ ngồi luôn, nên sinh viên có thể ngồi học hoặc đợi chuyển cao học ở đây. Ở cơ sở 1 thì có 10 tầng với nhiều trang thiết bị cũng khá là đầy đủ cho sinh viên, vậy nên là các ông sẽ không cần phải lo lắng đâu nhé. Ở cơ sở 2 thì được gọi là ngôi trường ở trong hẻm và cũng nhỏ hơn hai cơ sở còn lại một xíu. Các ngành học ở trong cơ sở 2 thì chuyên về y khoa, y dược, nói chung là các ngành liên quan đến y. Và đi kèm theo đó thì sẽ không thể thiếu được những câu chuyện ma truyền kiếp của các anh chị khoa trên kể lại. Ở cơ sở 2 thì cũng có thêm khoa mỹ thuật công nghiệp nữa, nhưng mà hình như là chuyển về cơ sở 3 rồi. Và nói đến cơ sở 3 thì chắc chắn rồi, đây là cơ sở xịn nhất của trường Văn Lang. Có cả xe điện đưa đón này, nhưng thường thì sinh viên sẽ phi thẳng mẹ vào bãi gửi xe luôn chứ cũng chẳng phải đi xe điện làm gì. Có hội trường đạt chuẩn quốc tế Trịnh Công Sơn rất là bự luôn. Vì tên trường là Văn Lang nên cơ sở 3 của trường sẽ có đền tưởng niệm vua Hùng rất là to nữa. Và thường là những ngày lễ hay là những ngày kỷ niệm thì sinh viên sẽ ra đây để thắp hương. Thật ra thì làm gì có thứ tuyệt vời nào trên đời mà không mất phí đúng không? Trừ bố mẹ của bạn. Vì Văn Lang có nhiều cơ sở với chất lượng vật chất tốt nên tiền học phí cũng sẽ là một thứ khá là buồn cho sinh viên trường VLU. Thường thì một năm người ta sẽ có 4 mùa đúng không? Nhưng mà không mà. Với cơ sở 3 thì sẽ chỉ có một mùa duy nhất là mùa đông thôi. Với cái dàn điều hòa khá là khiêm tốn, chỉ có 6 đến 8 cái cho một phòng học thôi mà, là đủ để cho các bạn trải nghiệm không khí của lớp học trên Đà Lạt rồi. Trường thì có thang máy siêu xịn cùng với văn hóa xếp hàng là đặc trưng của trường Văn Lang cũng như là các trường ở trong Sài Gòn rồi. Vậy nên nếu như mà các bạn đi vào giờ cao điểm thì bắt buộc các bạn phải chọn lựa giữa việc ngồi đợi thang máy và việc lết bộ 5-6 tầng lên trên để không bị đi học muộn. Thật sự thì trường có tận 3 cơ sở cơ nên là mình cũng không biết phải xếp hạng như thế nào. Vậy nên mình sẽ để nó ở tầm như thế này để cho các bạn xếp hạng giúp mình. Có thể gọi nó là A trừ hoặc là B cộng cũng được. Ok, ngôi trường tiếp theo, Đại học Hoa Sen motherfucker. Giống như trường trên thôi thì đại học này cũng có 2 cơ sở. Mình cũng đã tìm hiểu qua về trường trên Google và các bạn bè của mình trên cái gì đấy? Chúng ta đang thiếu thốn cái gì đấy ở đây rồi. Còn tận 2 slot ở đây cơ mà. Tại sao idol Huỳnh Công Hiếu của tôi lại không được xếp hạng ở đây là sao? Thôi được rồi, tôi sẽ làm việc đấy cho idol của tôi, được chưa? Đây, để ông ấy ở đây này. Đấy. Cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen, chuyên ngành rapper. Trong khuôn viên trường Hoa Sen thì sẽ không có canteen, bởi vì đối diện trường có rất là nhiều quán ăn rồi. Nên bên trong trường sẽ chỉ có một quán cà phê duy nhất thôi, cho các bạn ngồi lại, nghỉ ngơi và học tập. Ở trường Hoa Sen thì sẽ có thêm một cái hội trường nhỏ ở trên tầng 2 và nó sẽ là nơi tổ chức sự kiện mỗi cuối tuần và những cái workshop cho các bạn sinh viên ở đây. Có một điều khá là tuyệt vời ở Hoa Sen là các bạn có thể mặc đồ thoải mái khi mà đến trường, và trường thì sẽ có tận 2 lần thực tập cho các bạn sinh viên và nó sẽ có thể giúp ích khá là nhiều cho các bạn trong việc học tập sau này. Môi trường thì khá là năng động và thoải mái này. Nói chung là nếu các bạn muốn học về truyền thông hay là nghệ thuật, thiết kế các thứ thì trường Hoa Sen sẽ là một lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc. Điểm trừ thì chắc cũng sẽ không có điểm trừ nào đâu ngoài cái việc học phí đắt thôi. Về xếp hạng thì chắc mình sẽ để nó ở hạng A. Tiếp theo, Đại học Tôn Đức Thắng thì cũng giống như trường Hoa Sen hay là Văn Lang thôi, là ở đây rất là đa dạng các ngành học khác nhau. Trường Tôn Đức Thắng thì được xếp hạng 5/5 sao theo quy chuẩn QS-Star của Anh Quốc. Có sân bóng chuẩn 2 sao FIFA này, có thư viện 8 tầng 129 tỷ, nhưng mà không phải là ai cũng sẽ được vào đây đâu nha. Có tòa nhà quốc phòng siêu xịn và nó xịn đến cái mức mà giúp cho các bạn có thể học quân sự tại trường luôn.
Ôi, thật là buồn. Vì trường Tôn Đức Thắng nổi tiếng là trường kỷ luật thép, vậy nên trường cũng sẽ có một vài cái quy tắc là vào thứ hai và thứ năm mỗi tuần thì các bạn sẽ phải mặc quần áo truyền thống, áo dài các thứ. Và việc này sẽ mang đến một cái điều không vui cho lắm so với một con lười như tôi. Bãi gửi xe của trường Tôn Đức Thắng thì to vãi cả đạn luôn nha mấy má. Và nếu các bạn ra về vào giờ cao điểm thì cái tình trạng kẹt xe nó sẽ kéo dài như sự trầm cảm của bạn khi mà bước vào đại học vậy. Sinh viên của trường rất là đông nên sẽ phải chia ca học theo buổi. Và mỗi lần đăng ký môn học thì web của trường sẽ luôn luôn bị sập vì số lượng học sinh quá tải. Và đây cũng sẽ là một thứ mà trường cần phải khắc phục. Với tất cả các review đánh giá bên trên thì tôi sẽ để cho trường Tôn Đức Thắng ở hạng C. Nếu đã nói đến Tôn Đức Thắng thì sẽ không thể không nói đến trường RMIT ở Sài Gòn đúng không? Vì hai ngôi trường này khá là gần nhau và chỉ cách nhau một con sông nhỏ thôi. Vậy nên nếu như các bạn đi bất kỳ con đường nào từ Tôn Đức Thắng qua RMIT hay là ngược lại thì các bạn đều sẽ ngửi thấy một cái mùi rất là đặc trưng ở đây. Đó là mùi tiền đấy mấy má. Trường RMIT thì nổi tiếng là học phí cao rồi. Nhưng mà các bạn có biết cái từ RMIT có nghĩa là gì không? Không phải là ráng mà in tiền đâu nhá. Có một điều khá là hay ở RMIT là trường sẽ không điểm danh luôn. Và cũng không bắt các bạn phải đi học sớm hay là đi học đầy đủ. Miễn là các bạn đủ điểm để pass cái môn học đó là được. Còn nếu thi trượt thì cứ đóng tiền mà đi học lại thôi. Về cơ sở vật chất thì sẽ không phải bàn rồi ha. Trường đóng tiền 1 tỷ một năm thì chắc chắn nó phải xịn rồi. Tuy nhiên, không phải là có tiền là vào được đâu nha mấy má. Điều kiện để mà vào RMIT thì cũng không phải là dễ. Các bạn phải có được cái IELTS 6.5 và không kỹ năng nào được dưới 6 nhé. Và với một cái thằng IELTS không chấm như tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ không vào đại học đâu. Vì là trường quốc tế nên sinh viên của trường cũng sẽ rất là quốc tế và giỏi. Nên mình sẽ để ngôi trường này ở hạng A. Với những trường y hay sư phạm hay là những trường đào tạo ra những giáo sư, thạc sĩ, nói chung là những con người cống hiến cho đất nước, giúp đỡ cho xã hội thì mình vẫn sẽ ưu tiên xếp ở hạng S nhé. Video này mình biết là vẫn sẽ còn thiếu rất là nhiều trường ở Sài Gòn. Nên nếu các bạn nào mà muốn tham khảo thêm thì có thể lên YouTube và xem các review của các trường đại học mà các bạn đăng ký để thi. Lưu ý là cái rank xếp hạng này nó sẽ không quá là quan trọng đâu. Chủ yếu là mình sẽ review cho mọi người về ngôi trường và những cái đặc sản mà chắc chắn là các bạn theo học sau này sẽ được nếm trải thôi. Vậy nên mọi bất đồng quan điểm hay là phản biện thì hãy comment ở phía bên dưới. Vẫn sẽ để cho vui thôi chứ tôi không biết lại đâu. Thế nhá, bye bye.